Xin mến chào tất cả các anh em đang làm kinh doanh. Trong những ngày gần đây có rất nhiều thông tin liên quan đến thị trường kinh doanh chúng ta về mảng online. Thì có rất nhiều câu hỏi đặt ra trên kênh YouTube của Trường cũng như một số bạn bè chat hỏi về cái việc mà chúng ta có nên làm kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử trong thời điểm hiện tại hay không. Thì thông qua những câu hỏi đó thì Dương biết rằng thị trường anh em cũng rất là quan tâm, những người mà chưa từng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử chúng ta cũng thắc mắc là liệu chúng ta có nên bước chân vào cái thị trường này hay không để mà chúng ta làm kinh doanh. Thì đây là trên cái góc nhìn cá nhân của Trương, những quan sát của Trương về thị trường, những cái trải nghiệm cá nhân khi mà Trương làm kinh doanh và Trương thấy được những bạn bè làm kinh doanh chia sẻ với tất cả chúng ta. Thì thưa các anh chị em là cho đến thời điểm hiện tại thì sàn thương mại điện tử nó trở thành một cái thói quen mua sắm rất của rất nhiều khách hàng rồi. Họ đã có một lượng khách hàng khá là quen thuộc, thân thuộc ở trên đó, và khách hàng mua đi mua lại rất là nhiều sản phẩm ở trên đó. Bản thân Trương cũng là một tín đồ mua hàng online ở trên sàn thương mại điện tử. Thì trải qua các giai đoạn phát triển của ngành kinh doanh online á, thì sàn thương mại điện tử nó cũng có những cái chuyển biến. Trong những cái giai đoạn đầu tiên khi hình thành nên cái sàn thương mại điện tử thì họ rất cần những nhà bán hàng. Họ tìm kiếm và họ chăm sóc nhà bán hàng rất là tốt, vì họ cần rất nhiều nguồn hàng để cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn. Chính vì vậy mà thời gian đầu có việc kinh doanh trên đó, chúng ta có rất nhiều cái ưu điểm, những cái lợi thế về sự hỗ trợ của sàn cũng như là cái cơ hội về biên độ lợi nhuận chúng ta có. Chính vì vậy mà anh em những người mà kinh doanh trong thời gian đầu cách đây khoảng gần 10 năm đi, thì chúng ta có nhiều cái lợi nhuận và lợi thế lắm chúng ta làm. Và trải qua các giai đoạn thì bắt đầu có rất nhiều nhà bán hàng khác họ biết tới sàn là cơ hội để bán hàng, và khách hàng cũng bắt đầu nhìn lên nhiều lên, thì bắt đầu là cái việc kinh doanh mà của sàn mà họ cũng là một công ty đầu tư kinh doanh, thì họ bắt đầu họ siết lại lợi nhuận của họ bằng cách là họ giảm đi những ưu đãi cho khách hàng, giảm bớt ưu đãi cho nhà bán hàng, siết lại một số cái quy trình chặt chẽ hơn và gia tăng một số loại chi phí khi mà nhà bán hàng tham gia bán hàng trên đó. Và ngày càng nhiều nhà bán hàng kinh doanh trên đó, họ bắt đầu họ giảm đi cái lợi nhuận của họ, đồng thời song song họ cũng giảm đi doanh thu của họ luôn. Thì chính vì vậy mà anh em kinh doanh trên đó, nếu như không biết cách kinh doanh thì chúng ta sẽ dần dần càng làm chúng ta càng cảm thấy không có lợi nhuận, mà thậm chí là chúng ta lỗ nữa. Và bản thân Dương cũng có một thời điểm là làm doanh số rất là cao, nhưng mà tính lại cái lợi nhuận của mình thì nó không có cao, thậm chí là có tháng không có lợi nhuận luôn, mặc dầu là ngày nào cũng có hàng để giao. Thì có câu chuyện là khi mà bán hàng trên đó, chúng ta cứ lao theo những cái chương trình khuyến mãi, nào là sinh nhật của sàn, nào là ngày 11 tháng 11, 12 tháng 12, nhân dịp Tết vân vân, rất nhiều những chương trình khuyến mãi, nào là hot deal, nào là deal chớp nhoáng vân vân, những cái chuyện đó nó xảy ra thì chúng ta cố gắng chúng ta đeo đủ để chúng ta có được cái cơ hội để bán hàng được nhiều. Và cái câu chào của sàn đó là gì? Tham gia deal để chúng ta có được nhiều lượt traffic, chúng ta có nhiều được nhiều đơn hàng, từ đó chúng ta tạo thói quen mua hàng của nhà bán hàng ở shop của mình và có đánh giá để chúng ta có cơ hội. Thì điều đó họ nói về một phương diện nào đó về việc kinh doanh thì họ nói đúng, là chúng ta cần lượt đánh giá, chúng ta cần lượt mua hàng, chúng ta cần khách hàng biết tới shop của mình. Nhưng mà về một phương diện nào đó, nếu chúng ta không kiểm soát được việc đó thì chúng ta lỗ và cứ lỗ. Nếu chúng ta không có phương pháp để chúng ta giữ chân khách hàng quay trở lại mua lại những cái sản phẩm khác của chúng ta, nếu chúng ta không có cái chính sách hậu mãi tốt thì khách hàng sẽ cũng chẳng bao giờ nhớ tới chúng ta nữa. Họ sẽ có cơ hội mua những cái sản phẩm khác của những người khác cũng tham gia deal chớp nhoáng tương tự như mình cho những lần sau. Như vậy chúng ta sẽ mất cơ hội chúng ta bán lại cho khách hàng. Chính vậy mà anh em khi làm trên đây, chúng ta không tỉnh thức, gọi là không tỉnh thức, chúng ta không có kiểm soát được chi phí của mình trên đó thì chúng ta càng bán chúng ta còn lỗ. Thậm chí gần đây chúng ta biết rồi, cái việc truy thu thuế của những người kinh doanh online cũng đã xảy ra trên các sàn rồi. Chính vì vậy mà việc kinh doanh rất khó khăn trên các sàn thương mại điện tử, và biên độ lợi nhuận giảm đi và nhiều chi phí hơn nữa, tại vì sự cạnh tranh quá nhiều và sàn thu phí. Chính vì vậy mà câu trả lời cho cái việc là chúng ta tham gia bán trên sàn thương mại điện tử ngay bây giờ có được hay không, thì trên góc nhìn của Trương như sau. Nếu như chúng ta có những cái sản phẩm mà nó thật sự cạnh tranh, mà ít người có sản phẩm đó, ví dụ như sản phẩm độc quyền, hoặc là sản phẩm mang thương hiệu cá nhân của chính bản thân mình, hoặc là những cái sản phẩm mà nó mang tính chất địa phương, thị trường ngách, thì ít người bán tới đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể bán được trên các sàn thương mại điện tử để chúng ta có biên độ lợi nhuận khá ổn cho cái việc đó. Còn nếu chúng ta bán những cái sản phẩm của cạnh tranh thì chưa nói mình cạnh tranh trong nhà bán hàng trong nước, bây giờ là cạnh tranh với nhà bán hàng bên nước ngoài, sàn Lazada, Tiki, Shopee các kiểu thì đều có những cái shop, những cửa hàng của bên Trung Quốc họ bán qua. Và thật ra bản chất của ba cái sàn lớn ở Việt Nam đó, họ cũng được là đầu tư bởi những cái tập đoàn của Trung Quốc, thì cái
cái cuối cùng cái cốt lõi của nó vẫn là phục vụ cho cái thị trường mà cái nhà bán hàng của Trung Quốc mà thôi. Cho nên anh em nhà bán hàng Việt Nam của chúng ta không biết cách kiểm soát chi phí thì chúng ta lỗ và chúng ta tạo cái đà để nhà bán hàng bên nước ngoài họ bán cho khách của Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng ta lỗ và chúng ta mất đi thị trường. Đó, cho nên mình thật sự không nên đi cố mà cạnh tranh với những cái sản phẩm mà quá rẻ so với bên nước bạn được, tại vì chúng ta không thể nào so sánh được cái khả năng tài chính của chúng ta để mà mua hàng rẻ rồi khả năng vận hành của chúng ta mà nó tốt hơn họ được, tại vì họ là nơi sản xuất mà. Còn chúng ta mua đi bán lại thì chúng ta rất là khó để cạnh tranh. Chính vì vậy mà cái việc tránh đối đầu cạnh tranh với những cái mặt hàng bán trực tiếp của Trung Quốc thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta thắng nhiều hơn. Thậm chí là cái việc ship hàng ở trong nước, đôi khi một số đơn hàng ship trong nước lại cao hơn là ship từ Trung Quốc về Việt Nam nữa, thì làm sao chúng ta có thể cạnh tranh nổi. Và chưa nói cái cơ chế của sàn á, thì nó sẽ ưu tiên cho những cái việc phát triển cho đối tác của họ, mà rõ ràng bản chất của sàn ở Việt Nam mình bây giờ là được nuôi bởi Trung Quốc, cho nên là cái việc mà ưu tiên cho những cái đơn hàng, những cái mặt hàng của Trung Quốc thì nó sẽ được ưu tiên hơn. Đó là bản chất về việc phương diện kinh doanh thì chúng ta thấy đó là bình thường, cho nên chúng ta phải hiểu biết bản chất của sàn như nào để chúng ta có thể kinh doanh mà nó mang lợi nhuận cho chúng ta. Còn trong trường hợp nếu như anh chị em muốn sử dụng sàn là một kênh để marketing, tức là chúng ta bỏ chi phí cho cái việc marketing á, thay vì quảng cáo nhiều thứ, thì chúng ta có thể dùng sàn thương mại điện tử để là nơi để quảng cáo thương hiệu của mình. Chúng ta sẵn sàng bán với mức giá là không lợi nhuận hoặc là lợi nhuận thấp để chúng ta mang cái thương hiệu của mình đến với nhiều người khác. Nhưng để làm việc đó, chúng ta thứ nhất phải có một cái số vốn nhất định cho cái việc marketing, và thứ hai là chúng ta có kế hoạch, có chiến lược để chúng ta có thể là tạo được nguồn khách hàng rộng rãi và việc trở lại mua với sản phẩm của chúng ta là cao. Và bên cạnh đó chúng ta làm ra những cái hoạt động, những cái công cụ để khách hàng có thể tới với shop riêng của mình mà mua hàng, thì điều đó chúng ta kiểm soát được lợi nhuận nhiều hơn. Còn nếu không, chúng ta rất dễ bị lỗ ha. Còn anh chị em có ý định bán thì kiểu là chúng ta có cái số quần áo nhỏ nhỏ chúng ta muốn bán trên sàn thì anh chị em cứ làm. Nhưng mà nếu như không có chiến lược, chúng ta rất khó có doanh thu. Mà nếu có doanh thu thì chúng ta cũng rất khó ít có lợi nhuận, cho rất khó kiểm soát về tiền bạc, trong đó chi phí nó mất hàng các kiểu rồi. Rất nhiều thứ khi chúng ta xử lý ở trên sàn ha. Chính vì vậy mà anh chị em tỉnh táo, học tập cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ để mà chúng ta quyết định là tham gia bán hay không. Chưa nói cái việc bán hàng trên sàn, chúng ta phải đáp ứng một số cái chuẩn về hàng hóa. Nếu như muốn bán hàng thương hiệu, chúng ta phải có giấy phép kinh doanh các kiểu nữa ha. Rồi chưa nói cái chuyện là chúng ta phải sắm một cái đơn vị chụp hình cho chúng ta, ví dụ như thế. Nếu chúng ta chưa kinh doanh online, chúng ta phải chụp hình rồi. Cái chi phí cho cái việc chỉnh sửa hình ảnh vân vân, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải tính vào chi phí của cái giá sản phẩm luôn. Thì trên đó là cái chia sẻ của Trương, nó hơi bị gọi là tổng quan, chưa đi vào chi tiết, nhưng mà tóm lại Trương nói tóm lại cái góc nhìn của mình trong thời điểm hiện tại. Anh em không nên trực tiếp cạnh tranh với những cái hàng mà đến từ Trung Quốc, tại vì chúng ta không thể cạnh tranh. Anh em nên tập trung vào những cái mặt hàng, những cái món hàng mà nó mang tính chất cá nhân, ngách, và nó có thể cạnh tranh về giá được nếu như chúng ta chủ động về hàng đó, hoặc là chúng ta muốn phát triển thương hiệu cá nhân của mình, không ai bán được cái đó thì chúng ta có thể bán được. Thì ví dụ như sau, ví dụ chúng ta có một cái thương hiệu về túi xách, thì chúng ta hãy sản xuất cái túi xách đó theo thương hiệu của mình và đặc trưng là của mình, da đó là của mình, vải đó là của mình, hay là cái thiết kế đó là của mình, thì không ai bán hết thì cái việc cạnh tranh nó sẽ ít hơn đó, ví dụ như thế. Hoặc là anh em ở quê, anh em có thể bán hạt tiêu, hạt điều, gạo hay là những cái loại rau mà sấy khô, rau củ sấy khô chẳng hạn, thì những cái món hàng mà bên Trung Quốc là họ không có để cạnh tranh với mình thì chúng ta bán, chúng ta sẽ ít bị cạnh tranh hơn. Thì đó là cái mà Trương nghĩ mình có thể làm được khi mà chúng ta muốn kinh doanh trong thời điểm hiện tại. Nhưng bên cạnh các sàn thương mại lớn thì chúng ta bây giờ có những cái shop như TikTok shop này nọ, chúng ta sẽ bán được trên đó nè. Nên chuyển hướng nghiên cứu thêm TikTok nữa. Thật ra TikTok nó cũng là qua Trung Quốc thôi, nhưng mà cái sàn này nó cũng mới, cho nên cơ hội chúng ta vẫn còn nhiều. Chúng ta có thể làm những cái shop trên đó để chúng ta thuê KOL về, họ bán hàng cho chúng ta trên đó. Thì anh em có thể suy nghĩ tới một hướng đó nữa ha. Rồi, cảm ơn em theo dõi cái video này, và chúng hy vọng những chia sẻ này có thể một phần nối góp thêm góc nhìn cho anh em khi anh em quyết định làm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử trong thời điểm hiện tại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.